Hello cả nhà, Tết sắp đến rồi ha. Không biết mọi người đã có nhu cầu sắm xe đón Tết chưa nhỉ? Thì đợt này cửa hàng Loan bán cho các anh chị mình sắm xe về đón Tết cũng khá là nhiều rồi ha. Nhu cầu đang tăng cao rồi. Và không biết là những anh trai mình đang mê những cái dòng côn tay, thì không biết là mình có nhiều anh trai rất là phân vân ha. Không biết là nên lựa Winner hay là Ed, cực kỳ phân vân khi đến cửa hàng của Loan luôn ha. Thì hôm nay trên video hôm nay Loan sẽ quay cho cả nhà hai em xe, là một em là của Yamaha Exciter 155 này, một em thì Winner Honda Winner X nha cả nhà. Thì hai em xe này thì đều là màu vàng luôn, Loan lấy một chùm màu để mọi người xem nó có sự nhìn nó dễ nhìn hơn ha, để mình so sánh thì mình chọn em xe nào để sắm xe đón Tết trong năm 2024 này nè. Và mọi người lưu ý ha, Loan quay video này và mọi người cần tư vấn thì gọi ngay cho Loan qua số điện thoại bên dưới, Loan ship xe toàn quốc nè, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ xăng xe 2 triệu đồng khi mà mọi người gọi qua trước với Loan qua video ngày hôm nay nha. Loan quay, Loan ngồi trên em xe Winner, Loan sẽ quay Winner trước nha cả nhà. Em xe này thì một em xe sơn 3D màu vàng, xe zin của Winner sẽ không có màu vàng đâu nha cả nhà. Trên cửa hàng nó thiết kế sơn 3D lên để anh chị em mình có thêm những cái màu để mình lựa chọn thêm nhé. Em xe này thì cả vẹt sẽ là màu vàng đen cho anh chị em mình luôn. Vàng này là vàng nghệ nha, vàng đậm cho nên là cực kỳ là mới rất là lâu. Và thiết kế thì cửa hàng của Loan là thiết kế sơn bóng lên á mọi người, cho nên là mọi người cực kỳ dễ dàng vệ sinh ha. Đối với Winner thì nếu anh chị em mình có thưởng Tết, chắc chắn là có thưởng Tết rồi đúng không? Nhưng mà mình muốn để dành mình về quê mình ăn Tết á, thì mình có thể mua trả góp. Mình trả trước tầm 4 triệu đồng thôi, chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip thôi. 205, 206 này có thể mua xe rồi, alo ngay cho Loan số bên dưới nè. Loan sẽ hỗ trợ đón trước mọi người nè, chủ nhật luôn. Bất cứ ngày nào cửa hàng nó cũng làm việc hết. Lên cửa hàng mua xe và Loan sẽ hỗ trợ xăng xe đi lại cho cả nhà mình là 2 triệu đồng, cũng như là bao đầu hồ sơ khi anh chị em mình alo cho Loan trước nha. Đó. Em xe Winner thì thiết kế nó sẽ vuông vức hơn ha nhà cả nhà. Và đặc biệt là đời mới này sẽ đều sử dụng khóa smart key, là khóa thông minh, khóa smart key hết rồi nha mọi người. Đó. Thiết kế của em xe này thì lấy cảm hứng từ Ed 155 màu xám bóng đỏ này thiết kế lên. Tem lên tem nhẹ nhẹ, tem chùm nha cả nhà. Cho nên là mình không sợ khi mình đi mình mua xe, mình chạy rồi mình rửa xe nó bị trong bong tróc đâu nha. Những cái tem này là tem sơn chùm hết lên rồi. Và nó sẽ bảo hành sơn xe cho cả nhà mình là từ 1 đến 2 năm nhé. Khi mua xe mà xe có vấn đề nổ sơn, đập sơn, nó sẽ hỗ trợ bảo hành luôn. Mà cửa hàng Loan chuyên xe sơn nên mọi người an tâm nha. Bán xe sơn hơn 10 năm nay rồi thì khách hàng Loan bán số lượng ra cũng đã tính là mấy ngàn xe rồi, nhưng mà chưa có khách hàng nào. Có một số 1 đến 2 khách hàng thôi là có những trường hợp khi mà xe sơn của mình nó bị những trường hợp như là cà, khi mà cà va quẹt đó thì nó sẽ hơi nổ một chút xíu, nhưng mà nó sẽ vẫn hỗ trợ bảo hành cho mình nha, nên mình cực kỳ an tâm. Thì em Winner này hiện nay giá chỉ có 35.900.000 thôi, là Loan phải báo là có tiền sơn rồi. Liên hệ trước thì Loan sẽ hỗ trợ giảm giá cho các mình là 2 triệu đồng khi gọi trước nè. Và chỉ cần đưa trước 4 triệu đồng là có thể lên hồ sơ và mang căn cước công dân gắn chip thôi, là họ Loan sẽ hỗ trợ bao đổi cho cả nhà của mình luôn nha. Cửa hàng của Loan thì hiện nay đang gần khu du lịch Đại Nam ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương cả nhà. Khi cần đến Đại Nam alo ngay thì nó sẽ hỗ trợ ra đón rước mọi người về cửa hàng mua xe luôn đó. Và mọi người muốn lấy cả về góp phải đưa tầm 10 triệu đối với em xe này nha. Bên cạnh đây thì nó sẽ giới thiệu đến cả nhà một em xe Exciter 155 nè. Thì mọi người biết rồi, rất là nhiều màu sơn luôn cả nhà, màu sơn, màu zin cũng rất là nhiều. Màu zin thì em xe này hiện nay đang có tầm 30 màu zin luôn nè. Và bên cạnh đó thì màu sơn cửa hàng nó lên thêm cũng tầm 35 đến 40 màu. Tính ra là Ed 155 hiện nay đang có tầm 65 đến 70 màu sơn. Mọi người thấy một cái dòng xe mà có số lượng màu sơn cực kỳ khủng luôn nha mọi người, cực kỳ khủng luôn. Và bên cửa hàng Loan vẫn hỗ trợ đặt sơn cho cả nhà mình có nhu cầu sơn theo nhu cầu riêng á cả nhà. Ví dụ như là bây giờ anh chị em mình thấy con xe này đẹp và thích con sở hữu con xe này ha, nhưng mà mình muốn ghi tên của mình ở đây chẳng hạn, hoặc là ghi số một con số năm sinh của mình, hoặc là con số 68 79 may mắn gì đó, thì mà alo Loan sẽ hỗ trợ lên, và đặc biệt là không phụ thu thêm chi phí nha, không thu thêm tiền của cả nhà mình luôn. Thì thiết kế của em này cũng rất là đầu tư luôn cả nhà nè, mọi người thấy không, đen nè, xám vàng, thiết kế kiểu 3D á cả nhà, số 39 Monter nè. Và thiết kế phía trước là một cái logo của Yamaha như hình trái banh ha mọi người. Đặc biệt đây là logo của Yamaha, Loan sơn chùm lên rồi nha. Và đây nó sẽ có thiết kế racing sọc này, chữ này rất là nhiều luôn. Rẻ phía trước thì có một dòng chữ Yamaha này. Em xe này cả vẹt cũng chỉ ra hai màu thôi, vàng và đen, hoặc là vàng thôi nha mọi người. Thiết kế bên hông thì cũng vậy luôn, cả nhà thấy không, thích dòng chữ là vàng này, trắng. Nói chung trong đây có ba màu, nó thấy vàng, trắng và đen, ba màu kết hợp với nhau tạo nên cái tem sơn này rất là đặc biệt luôn. Và một cái đặc biệt của em xe này á cả nhà, là cửa hàng nó lên những cái đồ phụ kiện rất là đẹp nha. Loan lên, mọi người thấy bánh mâm không, bánh mâm căm này, nhưng mà căm lớn nha, căm này là căm mâm Loan lên nè, nhìn nó rất là hợp với cái màu xe này luôn đó cả nhà. Cửa hàng của Loan sẽ hỗ trợ lên giảm giá cho mình 50% những cái bánh mâm này, và khi có biển số mới phải thanh toán. Và mọi người sẽ thấy một cái phục ở đây nè, cái này là cái bình dầu nha, cái phục đó bên trong mọi người sẽ không thấy á, hôm qua cái bình dầu ở cái bình dầu nha, là cửa hàng nó sẽ đổ phục cho mình luôn, rè cà tê nè, chống đổ sau nè. Thì cửa hàng của Loan là đầy đủ các đồ phụ kiện luôn nha, ba ga két nước chống đổ tay thắng nè, Loan lên cái này là cái bao tay nè,
đó. Bao tài cho nên mãi khi đi đường ha, mọi người gắn thì có biển số mới thanh toán, và đặc biệt là không phụ thu cái chi phí lắp đặt của cả nhà mình luôn đó. Và được đang được hỗ trợ giá cho mình là 50% luôn. À, đối với xe tơ thì hiện nay giá là 43 triệu 900, gọi trước là sẽ giảm 2 triệu đồng. Và đối với em xe này thì đưa trước 5 triệu đồng, chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip, Loan sẽ hỗ trợ bao đậu cho cả nhà luôn. Cửa hàng của Loan thì sẽ làm việc từ thứ hai đến chủ nhật không có ngày nghỉ. Có 4 ngân hàng để hỗ trợ mình lên hồ sơ, cho nên anh chị em mình cực kỳ an tâm. Nếu mà mình chưa mua trả góp bao giờ thì cứ liên hệ, chắc chắn là mọi người sẽ có xe và mang về đón Tết trong năm mới năm nay luôn nè. Đây mọi người thể quay xem, mọi người thấy thiết kế của ẹt thì nó sẽ bo tròn hơn đúng không, thiết kế của Winner thì nó sẽ vuông vức hơn đó. Hai em xe này giá cả thì Winner là 35 triệu 900, Exciter thì là 43 triệu 900, 35 43, chênh 8 triệu không cả nhà đúng không, 7-8 triệu đó. Nói chung là giá chênh như vậy nó cũng không chênh quá nhiều, quan trọng là anh chị em mình thích cái nào thôi ha. Tại chạy trước nó cũng không chênh nhiều, có 1 triệu à, Winner 4 Ad 5 chênh nhau chỉ có 41 triệu thôi. Cho nên là mọi người, quan trọng là mình cái sở thích của anh chị em mình như thế nào thôi ha. Thì mọi người tranh thủ đón mua xe để đón Tết cho năm nay nha, để có xe mới mình chạy về quê mình đi chơi đi phượt đồ cho nó thoải mái nha. Nhanh tay liên hệ với Loan ở số điện thoại bên dưới để Loan hỗ trợ giảm giá cũng như là săn xe đi lại cho cả nhà. À, cửa hàng của Loan có thu xe cũ đổi xe mới nha. Anh chị em mình đang chạy một con xe Sirius Way hay là bất cứ dòng xe nào mà mình có nhu cầu mình bán đi mình mua xe mới thì hãy liên hệ để Loan hỗ trợ thu giá cao cho cả nhà và lên hồ sơ mua xe mới cho anh chị em mình luôn nha.